cá câu cá. Tất cả những bạn đã từng chơi tựa game huyền thoại Quyết định Frenzy của PopCap thì hẳn sẽ nhận ra sinh vật này. Một con cá sở hữu ngoại hình gớm ghiếc với quả đầu to tổ trảng, hàm răng vẩu sắc nhọn và chôm chĩa cùng một cái đèn pin nhảy trồng được. Tuy nhiên, không như các bạn nghĩ, bộ phận phát quang kia không được dùng để soi sáng như một cái đèn pin. Dẫu ở độ sâu khoảng từ 800 đến 1.500 mét nơi loài này sinh sống, ánh sáng là một khái niệm vô cùng xa xỉ. Trên thực tế, đốm sáng đó chính là thứ làm nên tên gọi của loài cá cầu cá, khi đóng vai trò một miếng mồi cầu béo bở và nổi bật giữa lòng đại dương. Lại nói thêm một chút, sở dĩ cục thịt trên đầu loài cá cầu cá phát sáng được là do nơi đây tập trung số lượng lớn các loại vi khuẩn phát quang sinh học vốn trú ngụ trong cơ thể loài này. Với chiều dài tối đa khoảng 1 mét và cân nặng tối đa khoảng 45 kg, anglerfish là nơi ám ảnh đối với mực ống và nhiều loài cá nhỏ, đồng thời là đặc sản ở nhiều nước trên thế giới như Nhật, Hàn, Bắc Mỹ và Châu Phi. Tất cả những thông tin trên tuy có thú vị thật, thế nhưng vẫn không phải là thứ giúp anglerfish xuất hiện trong video ngày hôm nay. Như đã nói bên trên, cá câu cá sinh sống ở độ sâu trên dưới 1.000 mét. Và ở độ sâu này, tìm cái bỏ vào mồm thôi đã khó, chứ đừng nói gì đến tìm bạn tình. Và vì lẽ đó, một khi đã tìm được, lại phải ám nhau đến chết mới thôi. Có lẽ đó chính là lý do khiến khi một cá thể anglerfish đực tìm thấy một cá thể anglerfish cái, nhờ vào một mùi thơm quyến rũ, nó sẽ ngay lập tức đớp lên bụng con cái, đồng thời tiết ra một loại enzyme đặc biệt hóa lỏng phần da cho vết cắn, đồng thời hàn chết hai đứa lại với nhau mãi mãi. Một mối quan hệ tình cảm hết sức chung thủy và cũng mang đầy tính cộng sinh, khi con đực từ này về sau sẽ không thể rời bỏ con cái và mất đi toàn bộ sự tự do. Bù lại, nó cũng được cô vợ dài gấp 60 lần và nặng gấp khoảng 500.000 lần khối lượng cơ thể, chu cấp cho cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, miễn là cung cấp đủ tinh trùng cho con cái bất kỳ khi nào nó muốn. What is it? Touch it. Oh. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get I'm you. Gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. Ếch phơi lòng. Các cụ có câu: nhìn thấu tầm gan ai đó ám chỉ sự thấu hiểu đến mức cặn kẽ về lòng dạ, về bản chất của một ai đó, chứ chẳng phải nói đến một siêu anh hùng với siêu năng lực nhìn thấu tim gan phèo phổi người khác, hay có ai đó hay sinh vật nào đó lại đi phơi tim gan phèo phổi ra cho bạn nhìn. Hay là có nhỉ? Loài ếch phơi lòng, tên chính thức là Hyalinobatrachium daen hay Daen's bare-hearted glass frog, là một loài lưỡng cư sinh sống ở Costa Rica thuộc gia đình nhà ếch kính glass frog, với phần da bụng trong suốt như một tấm kính mỏng khiến người ta có thể quan sát được gần như toàn bộ nội tạng của loài này, từ tim, gan cho đến hệ tiêu hóa, với kích thước khá nhỏ bé, chỉ dài khoảng 2,5 cm, cùng phần da lưng màu xanh lá cây, hoàn hảo cho việc ngụy trang. Không ngạc nhiên khi ếch phơi lòng, lưu ý là tên gọi này do tớ tự bịa ra, chỉ mới được phát hiện vào tháng 4 năm 2015. Theo các nhà khoa học, sở dĩ phần da dưới bụng loài này trông như pha lê là do sự thiếu vắng của những sắc tố màu, tương tự như việc khi sắc tố màu trong nang lông, nang tóc con người cạn kiệt, lông và tóc chúng ta sẽ trở nên bạc trắng vậy. Thế nhưng tại sao loài này lại cần một khoang bụng trong suốt? Hay nói đúng hơn là mục đích thực sự của lớp da trong suốt kia là gì thì vẫn chưa ai giải thích được. Lại nói thêm một chút, dù có kích thước nhỏ bé và ngoại hình dễ thương, loài ếch kính tim trần Daen không hiền lành như bạn nghĩ. Trên thực tế,
Chúng là một loài cực kỳ bảo vệ lãnh thổ và sẵn sàng tử chiến với bất kỳ con đường nào khác nhỡ bước chân sang mảnh lá của mình. Rơi Macaron. Đúng như tên gọi của mình, rơi quỷ, rơi hút máu hay rơi Macaron là nhóm rơi hút máu duy nhất trên thế giới với 3 thành viên chính là rơi Macaron thông thường, rơi Macaron chân lông và rơi Macaron cánh trắng. Và cả ba loại này đều là những sinh vật đặc hữu của châu Mỹ, phân bố chủ yếu ở Mexico, Brazil, Chile, Uruguay và Argentina. Trong số 3 loài kể trên, rơi hút máu chân lông và cánh trắng tỏ ra rất hợp khẩu vị với máu của những loài chim. Tất nhiên là chỉ những loài có cánh và biết bay thôi, chứ không phải các loại thích làm tổ trong đống quần và có khả năng mổ xương bụng con nhà người ta. Quay trở lại với nhân vật chính, cũng giống với nhiều người anh em khác, rơi hút máu chỉ hoạt động về đêm và cũng dùng sóng âm để định vị con mồi của mình, thường là gia súc, gia cầm và đôi khi là cả con người nữa. Một khi đã xác định được mục tiêu, các máy cảm biến nhiệt hàng từ chồng trên những cái mũi như mũi lợn của chúng sẽ được sử dụng để đánh dấu vị trí những dòng máu nóng. Tiếp theo, bộ nhai được đánh giá là bén nhất trong giới súc động vật sẽ được huy động để cạo bớt lầm con mồi và khoét một lỗ sâu khoảng 8mm, rộng khoảng 7mm. Cuối cùng, cái lưỡi với cấu tạo dạng rãnh như những cái máng lợn tí hon cùng các tuyến tê chất đông máu và chấm co thắt mạch máu được thò ra để liếm, liếm và liếm. Cùng đến với một số thông tin thú vị khác, dấu phương thức di chuyển chính là bay lượn. Thế nhưng, khi xuống đất, rơi quỷ vẫn khá nhanh nhẹn khi có thể chạy với vận tốc gần 8 km/h. Để cho nó có tương quan thì tốc độ đi bộ trung bình của một người trưởng thành vào khoảng 5 km/h. Một con rơi quỷ nữ thân dài khoảng 9cm, có sải cánh khoảng 17-18cm, nặng khoảng 40g và có thể hốc tối đa khoảng 20g máu trong một lần hốc kéo dài khoảng từ 20 phút tới nửa tiếng. Và cuối cùng, rơi quỷ hay rơi Macaron là loài rơi có cái tên nghe độc ác nhất. Thế nhưng, trên thực tế lại là loài duy nhất trong họ nhà rơi được ghi nhận là có tập quán nhận con nuôi khi mẹ của đứa nhỏ chẳng may một đi không trở lại. Bên cạnh đó, việc trải lông cho nhau hay chia sẻ lượng máu cho những con chẳng may bị đói cũng là những điều thường xuyên được ghi nhận. Khỉ Quang Thắng. Trước hết thì mong chú Quang Thắng đừng giận nếu chẳng may chú có xem được video này. Tuy nhiên, phải nói rằng cái tên khỉ Quang Thắng nó khá là hợp để mô tả loài khỉ vòi hay khỉ mũi dài, một loài đặc hữu của đảo Borneo, Đông Nam Á. Ở Indonesia, người ta thậm chí còn gọi loài này là Belanda hay Orang Belanda, có nghĩa là khỉ Hà Lan hay người Hà Lan, như là một sự châm biếm cái mũi to của người Hà Lan trong giai đoạn nước này bị đô hộ từ năm 1816 đến năm 1949. Quay trở lại với loài khỉ vòi, tương tự như loài cá cầu cá, hiện tượng lưỡng hình tính dục sexual dimorphism cũng khá là rõ nét khi kích thước con cái và con đực có sự lệch lạc lớn. Cụ thể, một con khỉ vòi đực trưởng thành dài từ 66 đến 76cm và nặng tối đa 30kg. Trong khi đó, một con khỉ cái chỉ dài từ 53 đến 62cm và nặng tối đa 15kg. Bên cạnh đó, cái mũi của con đực cũng lớn và dài hơn khi đạt tới 10,2cm và treo lủng lẳng trước miệng. Người ta cho rằng những chiếc mũi đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tuyển lựa bạn tình của những con cái. Khi mà những cây hàng càng to, càng dài, càng quang thắng thì tiếng kêu càng lớn, càng hấp dẫn. Bên cạnh đó, mũi to cũng thường đi kèm với khối lượng cơ thể lớn và hai hòn, là hai tinh hoàn lớn. Và đối với một con khỉ thì như thế có nghĩa là rất đáng để đẻ con chung. Người ta cũng nhận thấy rằng khi một con khỉ đầu đàn có mũi càng to, càng dài
thì số lượng con cá trong bể của nó càng đông, và ngược lại. Thế mới nói, kích cỡ vô cùng quan trọng, nhất là trong một xã hội thử dụng, con hang của bạn thì lại cứ treo lủng lẳng trước mặt.